tăng giá 30%, 50% hoặc là những sản phẩm bán chạy nhất, những best seller đó bạn. Đó. Thì không những mình mà tất cả những người Mỹ đều rất thích, và những cái khu này, đặc biệt là những khu mà on sale dọc theo cái đường hành lang chính. Hi, xin chào cả nhà, xin chào các anh chị, cô chú, cũng như các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình. Vẫn như thói quen hàng ngày thì hôm nay mình sẽ xâm nhập vào nơi gọi là Costco, trung tâm mua sắm thương mại giá rẻ mà đặc biệt rất là nhiều người Mỹ rất thích, hàng chất lượng cao mà giá rẻ nhóm bạn, cũng như là người Việt Nam của mình rất là thích ghé vào đây mua. Bắt đầu thì như các bạn đã biết thì trước khi vào bất cả trung tâm thương mại mua sắm hoặc là mấy cái grocery, mấy cái khu chợ đó, thì bạn cũng phải cần kiếm một cái chiếc xe, nó gọi là chiếc xe trolley đó, là giống như xe đẩy chở hàng, lấy hàng đó, hoặc là một cái túi xách tay. Nhưng mà thông thường mà người Mỹ hoặc là bất kể ai đi chợ thì thông thường người ta cũng đem một cái xe trolley đẩy, tại vì người ta mua sắm cho cả tuần nên bao giờ hàng đồ rất là đông nha bạn. Bắt đầu bạn sẽ đi ngang qua những gian hàng, không, bạn sẽ thấy những sản phẩm nè, hấp dẫn nè, nào là khăn giấy nè, cho tới những bơ xíu mặt, rồi xong rồi phong phú các loại số lượng đủ đủ các loại thành phần, cũng như là các cái chia làm các ngành mua sắm khác nhau để bạn có thể xâm nhập và khám phá nha. Bắt đầu bạn sẽ đi vào dọc cái hành lang thì bạn sẽ thấy bị sự cuốn hút không thể cưỡng lại, nào là giá giảm giá nè, nào là on sale nè, nào là discount, nào là mọi người đi vào sẽ bắt gặp đầu tiên. Rồi bạn sẽ thấy những nhãn hàng quen thuộc, nào là Kirkland, nào là Coffee, nào là Nescafe, rồi các kiểu đó, rồi xong rồi các đồ ăn, quán thịt, quán nhà hàng. Thì hôm nay mình sẽ có dịp review tận tận chi tiết từng món một khi mình có điều kiện đi ngang qua nhé mấy bạn. Rồi bạn sẽ khám phá nè, nào là các loại snack thượng hạng nè, với lại mà đồ ăn vặt đó, mà Việt Nam gọi là đồ ăn vặt, mà cho tới những khu đồ điện tử như là laptop, iPhone, đồ giá rẻ đó, nó hàng chính hãng, thông thường là bán iPhone, iPad hoặc là laptop, là Dell á, mấy thương hiệu nổi tiếng các bạn, mấy thương hiệu mà có brand name nổi tiếng đó. Rồi chúng ta sẽ đi một vòng, đảo qua một vòng nha, để cho các bạn ngắm toàn cảnh như thế nào. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I
are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.